Ai đây? Alo. Alo. Ai đây? Nam đây. À Nam à, gì đây? Mượn nick đi. À mượn nick á, ông mượn nick nào? Nick nào thì được. Ờ tôi nhớ tôi đưa ông nick rồi mà. Quên mật khẩu rồi. Quên mật khẩu rồi à? Nghi lắm. Đây phải số nào đâu nhỉ? Ông mới đổi số à? Ờ, thế lấy nick nào đấy? Nick nào được, cái nào mà có Nepal VIP á. Nepal VIP à? Mà khoan đã, kiểm tra đã. Xem có phải là nam không? Thế bây giờ nhá, tôi hỏi ông nhá. Ờ, là hôm mà ở Vũng Tàu ấy, ông đi ăn với tôi hết bao nhiêu tiền? Hả? Hôm ở Vũng Tàu tôi với ông đi ăn hết bao nhiêu tiền? Quên rồi, không nhớ nữa. Sao lại quên? Vãi cả lâu. Hôm ý tôi với ông mẹ coi như là đi ăn coi như là hết 5 triệu, sau đấy là hai thằng chia, giờ ông lại kêu là ông không nhớ. Không, phải hỏi đã. Không thể nhắn tin đấy là không có lại mất nick sao? Thế bây giờ hỏi nhá. Thế người yêu ông tên là gì? Người yêu ông tên là gì đã? Người yêu ông mà ông còn nói quên tên thì tôi chịu. Hả? Người yêu ông tên là gì? Trâm. À tên là Trâm à? À Nam. Nói thật ra nha, là Nam nó đéo có người yêu cho nên đéo có ai tên là Trâm đâu. Thôi nhá. Thế nhá mấy thằng chẩu. Chào nhá. Nhắn cái con cặc bố mày á. Mày hỏi lại đi, Nam nó đéo có người yêu. Nhá. Khi nào mà nó có người yêu tên là Trâm thì tao cho mượn nick. Mới yêu á? Thế trịch rồi chưa? Trịch rồi á? Có đeo bao không? Có đeo bao không? Có. À có ạ. Có sao nó vẫn kêu là nó đang chửa. Mày chết cha mày rồi. Hả? Sao? Hay mua bao đều à? À, ờ, chết mẹ. Thằng nào bán bao cho mày? Hả? Không ai bán hết á. Mà Nam nói chuyện với tao làm đéo gì có chữ ạ à nhỉ? Bịt vô mới được chẩu.